xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với lãnh đạo các tỉnh thành để đẩy mạnh thêm một bước nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cách đây 60 năm, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được tuyên bố thành lập, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân và đến nay bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Trong những năm qua, trồng cây dịp đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cố gắng trồng 1 tỷ cây xanh. Thưa quý vị, sau khi tình hình dịch COVID-19 ở Hải Dương và Hà Nội có thêm diễn biến phức tạp, trong chiều ngày 15 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với lãnh đạo của 26 tỉnh thành để đẩy mạnh thêm một bước nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương phải đẩy cao hơn nữa các biện pháp phòng dịch, đồng thời khẳng định việc để người dân Việt Nam sớm tiếp cận được với vaccine phòng COVID-19 là một trong những trọng tâm ưu tiên của chính phủ. Theo Bộ Y tế, trong 13 tỉnh thành có dịch COVID-19, thì nửa tháng qua, 12 tỉnh thành dịch bệnh đang có xu hướng giảm. Nếu cuối tháng 1, đầu tháng 2, mỗi ngày ghi nhận trung bình 15 người mắc mới, thì 4 ngày Tết chỉ còn ghi nhận từ 1 đến 2 người. Như vậy là sau 22 ngày bùng phát đợt 3, cả nước đã có 642 người mắc COVID-19 mới được ghi nhận, chiếm gần một nửa tổng số người mắc COVID-19 trong cộng đồng suốt một năm qua. Hiện tình hình dịch bệnh tại Hải Dương vẫn còn phức tạp, có khả năng còn kéo dài vì đã có 11 trong 12 huyện ghi nhận có người mắc bệnh. Nguy cơ cao nhất là tại huyện Cẩm Giàng, có tới 60.000 công nhân, trong đó có công ty vừa ghi nhận 12 người mắc mới. Còn ở Hà Nội, tình hình đang phức tạp hơn sau khi một người nước ngoài tử vong có SARS-CoV-2 trong mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân Nhật Bản và có hai cái bệnh nhân Nhật Bản và bệnh nhân Việt Nam. Chúng tôi cũng vào cuộc như là một cái ca lây nhiễm trong cái cộng đồng và lấy kịp thời 210 mẫu khách và 86 mẫu nhân viên khách sạn. Thì báo cáo thủ tướng là cái đấy tốc độ rất là nhanh và bây giờ đều âm tính, trừ hai cái ca là F0 là cái bệnh nhân Việt và bệnh nhân Nhật Bản. Nhưng đằng sau đấy là trong nay và ngày mai này kia thì hàng triệu người từ các tỉnh thành lại quay trở về Hà Nội để làm việc. Cho nên báo cáo thủ tướng là có mấy ý, là một là theo thẩm quyền của mình thì chúng tôi cũng sẽ các cháu học sinh phổ thông trở xuống là nghỉ học hoặc là online nốt tháng 2 đến tháng 8 tháng 2 để kiểm soát tình hình. Đại học và cao đẳng trên địa bàn thì chúng tôi cũng xin đề nghị là có hình thức học trực tuyến như trong cái tháng 2 này. Cái giả thiết mà chúng tôi đang gọi là hướng tới nhiều nhất đó là trường hợp này là mới lây nhiễm và có thể là lây nhiễm ngay trong cái khu vực của Hà Nội và không phải là trường hợp F0. Nồng độ virus ở mức độ rất là cao. Cái trường hợp của một cái nhân viên làm ở công ty Mitsui và một người nước ngoài cũng làm ở cái công ty này. Thế và xét nghiệm của cái người Việt Nam ấy thì cái nồng độ virus ở mức độ cao. Cái trường hợp nhiễm này có thể từ 5 đến 7 ngày trước đây. Cái giả thuyết thứ hai là lây nhiễm tại cái cơ sở cách ly và đi ra ngoài này. Thì cái này cũng có thể xảy ra. Nhưng mà mức độ thì nó thể nói rằng là nó mức độ rất là thấp. Là bởi vì 34 người cùng đi với cái bệnh nhân này, cùng cách ly khách sạn đó, xét nghiệm là âm tính. Cái câu hỏi Thủ tướng Chính phủ liên tục đặt ra đối với Hải Dương là có thực hiện trên toàn tỉnh hay không? Thế thì trong sáng ngày hôm nay, Thường trực Tỉnh ủy của Hải Dương cũng đã quyết định là cái việc mà giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn tỉnh của Hải Dương. Bởi vì nếu không có, chúng ta rất khó chặn cái nguồn lây nhiễm trong cộng đồng mà chúng ta không biết. Đặc biệt ở khu vực Cẩm Giàng, chúng tôi gọi là cái từ là phải làm 16 cộng, tức là còn làm căng thẳng hơn, làm khắt khe hơn và khóa chặt một số những cái nơi mà nó phát sinh ra nhiều những cái trường hợp thực tế thì nó liên quan đến cuộc công việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng phòng chống dịch, các địa phương, nhất là ngành y tế đã làm việc xuyên Tết không nghỉ. Nhờ đó, nhân dân ở nhiều địa phương đã được đón Tết tương đối bình yên. Tuy nhiên, trước nguy cơ bùng phát dịch ở nhiều tỉnh thành còn hiện hữu, Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương trong cả nước phải sẵn sàng các phương án phòng chống dịch COVID-19. Trước hết, 13 tỉnh thành đã xuất hiện ổ dịch trong đợt này và 7 tỉnh có biên giới phải có những hành động cụ thể tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, linh hoạt hơn và trên tinh thần khoanh vùng, xét nghiệm nhanh và rộng,
phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc. Thủ tướng khẳng định không dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các địa phương và doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn dịch bệnh thì mới sản xuất kinh doanh. Trong lúc này, ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng ở một số thành phố lớn, một số tỉnh tập trung nhiều công nhân như thành phố Hà Nội, như tỉnh Hải Dương đang có nhiều nguy cơ. Trước hết ngành y tế tập trung cho Hải Dương, cho thành phố Hà Nội, cho thành phố Hồ Chí Minh để cùng các địa phương này có những biện pháp mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, chúng tôi đồng ý với ngành y tế và tỉnh Hải Dương là giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị 16 đối với toàn bộ tỉnh Hải Dương để ngăn chặn ổ dịch này một cách quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội có thể giãn cách một số khu vực mà chúng ta cho rằng có thể khả năng lây nhiễm cao. Sau vụ một người nước ngoài tử vong có nhiễm SARS-CoV-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng liên quan siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở lưu trú dùng làm nơi cách ly, đồng thời xét nghiệm lại nghiêm túc các chuyên gia, người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam. Thủ tướng quyết định quân khu 3 phải quản lý, vận hành tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự có số lượng cách ly lớn trên địa bàn quân khu, nhất là ở tỉnh Hải Dương với các chế độ giống như các cơ sở cách ly tập trung của quân đội. Ngành y tế phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng bệnh tại các khu vực cách ly, phong tỏa không để lây nhiễm chéo trong các khu vực này. Thủ tướng cũng nêu rõ, việc tiếp nhận người Việt Nam ở nước ngoài về nước lúc này, nhất là những người bắt buộc phải về nước, cần phải được tính toán hết sức chặt chẽ. Theo đó, Bộ Ngoại giao nghiên cứu và sớm trình Thủ tướng phương án cụ thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu tiên quyết đối với Bộ Y tế, đó là cuối tháng này, Việt Nam phải có vaccine để tiêm phòng cho các lực lượng phòng chống dịch và người dân. Hiện Bộ Y tế đã làm xong thủ tục để tiếp nhận hơn 4,8 triệu liều vaccine viện trợ từ cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine phòng COVID-19, gọi tắt là COVAX. Bộ cũng đã hoàn thành thủ tục để nhập khẩu 117.000 liều khác. Nếu có các chuyến bay, thì cuối tháng này, những liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 5 triệu người, trong đó có những người trên tuyến đầu chống dịch sẽ được tiêm mũi đầu tiên. Và 3 tháng sau, Việt Nam sẽ có thêm 5 triệu liều nữa để tiêm nhắc lại mũi thứ hai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị sớm giải được trình tự gen của biến chủng SARS-CoV-2 để Việt Nam có biện pháp ứng phó phù hợp. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian cách ly là 15 ngày. Việc cách ly xã hội được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã và huyện cách ly với huyện. Phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Tỉnh Hải Dương cũng siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn trong khu cách ly. Nếu cá nhân ở trong khu cách ly tập trung không thực hiện 5K sẽ bị chuyển tới điểm cách ly khác và thời gian cách ly được tính lại từ đầu. Người vi phạm sẽ phải chi trả mọi chi phí cách ly tập trung. Các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định cách ly trên địa bàn. Đối với khu cách ly tập trung trên 100 người sẽ cử cán bộ quân đội làm chỉ huy trực tiếp quản lý công tác cách ly tại những nơi này để bảo đảm kỷ luật, tránh lây nhiễm chéo. Trong chiều ngày 15 tháng 2, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành lắp đặt thêm hơn 300 giường, nâng công suất Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên là 660 giường. Toàn bộ số giường mới lắp đặt được lấy từ cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam chuyển về Hải Dương. Để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, giường bệnh được bố trí chia thành nhiều khu vực khác nhau dành riêng cho từng nhóm đối tượng bệnh nhân COVID-19 nặng, bệnh nhân mới nhiễm, bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2. Cùng với nâng công suất giường bệnh, bệnh viện cũng đưa vào vận hành trung tâm xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, nâng công suất xét nghiệm mỗi ngày lên gấp 4 lần hiện nay, tương đương 1.000 mẫu, góp phần khoanh vùng điều trị bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng, hiệu quả. Bệnh viện Dã chiến số 2 đang điều trị hơn 200 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. Và ngay trong chiều ngày 15 tháng 2, có thêm 5 bệnh nhân được xuất viện
nâng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại bệnh viện này lên là 35 người. Trong chiều ngày 15 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 2 ca ở Hà Nội và 38 ca ở Hải Dương, nâng tổng số ca mắc lên là 2.269 ca. Hai ca mắc mới tại Hà Nội đều là F1 của chuyên gia Nhật Bản đột tử và có mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 được công bố vào sáng ngày 15 tháng 2. Hiện Hà Nội đang truy vết và xét nghiệm trên diện rộng những trường hợp liên quan. Còn 38 ca tại Hà Dương đều là F1 đã được cách ly trước đó, chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại huyện Chí Linh. Và cùng ngày cũng có thêm 7 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá, trong đó có bài học về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mà việc thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam cách đây 60 năm là một sáng tạo điển hình của nghệ thuật tổ chức chỉ đạo chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại chiến khu D miền Đông Nam Bộ, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được tuyên bố thành lập, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân. Đây cũng chính là bước chuyển quan trọng cho một giai đoạn mới của cách mạng miền Nam, từ thế cầm cự chuyển qua khí thế cách mạng tiến công và tiến công liên tục để kết thúc hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước một cách vẻ vang. Tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng. Tháng 1 năm 1961, quân giải phóng miền Nam hình thành từ việc thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đang không ngừng lớn mạnh sau đồng khởi. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là một chính thể của nhân dân miền Nam, đứng lên cùng nhân dân miền Nam và trên nữa là sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam để hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và quân giải phóng miền Nam là lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và trên thực tế cũng là một lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam. Với nhiệm vụ xây dựng ba thứ quân để vừa là đội quân chiến đấu, vừa sản xuất, quân giải phóng miền Nam chính là bài học về nghệ thuật xây dựng lực lượng quân sự từ lý luận đến thực tiễn thông qua vai trò cú đấm của bộ đội chủ lực. Thượng tư là nó phải có một trận đánh nào tiêu diệt địch lớn mới rõ được vai trò chủ lực. Mà cái trận đánh đó là gì? Bình Giã. Và đến Đồng Xoài. Từ Bình Giã, Đồng Xoài năm 1964-1965, rồi Playmer, Vạn Tường năm 1965, Johnson City năm 1967, quân giải phóng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh bại 4 chiến lược chiến tranh của 5 đời Tổng thống Mỹ, cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, và nhất là chiến thắng Mùa Xuân năm 1975. Chính là minh chứng cho việc tạo ra chuyển biến tương quan lực lượng và triển khai lực lượng đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. Cũng từ đây, bài học về sức mạnh tổng hợp còn vẹn nguyên giá trị. Quốc phòng của chúng ta phải là nền quốc phòng toàn dân, phải thế trận quốc phòng toàn dân, và quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là quân giải phóng trước đây chúng ta là lực lượng nòng cốt để mà phát động cái chiến tranh nhân dân trước đây cũng như là phát động cái công cuộc là bảo vệ tổ quốc của chúng ta, xây dựng nền quốc phòng toàn dân chúng ta trong cái thời kỳ mới. Chính vì vậy, dù đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, quân giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn là dấu ấn lịch sử, vẫn để lại những bài học kinh nghiệm về sáng tạo trong thực hiện chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng ta cho thế hệ hôm nay và cho mai sau. Trong phần tiếp theo của bản tin, trong những năm qua, trồng cây dịp đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cố gắng trồng 1 tỷ cây xanh. Cùng ghé thăm ấp Cồn Chim, tỉnh Trà Vinh để cảm nhận vẻ đẹp của làng quê, người dân nơi đây có những cách rất riêng để làm hài lòng du khách muốn trải nghiệm không gian Nam Bộ. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, các chợ cá đã tấp nập trở lại trong sáng ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết. Đối với ngư dân, chợ cá đầu năm không chỉ là nơi để ngư dân kịp thời cung ứng hải sản ra thị trường giữa lúc nhu cầu đang tăng cao, mà cũng chính là sự khởi đầu cho một năm khai thác với nhiều hy vọng. Tại cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày mùng 4 Tết, những tàu cá này sau gần 20 ngày bám biển đã kịp trở về ngay trước phiên chợ cá đầu năm. Các loại hải sản được mua bán sôi động, nhiều loại cá như là cá ngừ sọc dưa, mỗi kg bán ra được là 65.000 đồng.
ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Khai thác cá ngừ là thế mạnh gắn liền với đội tàu hơn 2.000 chiếc. Và năm ngoái, ngư dân khai thác được 17.000 tấn cá ngừ đại dương và khoảng 50.000 tấn cá ngừ sọc dưa. Trong điều kiện thị trường gặp khó khăn bởi Covid-19, khai thác hải sản càng đòi hỏi phải tái cơ cấu hướng đến chất lượng bằng việc xây dựng chuỗi giá trị. Sẽ huy động nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, đi trước một bước so với phát triển đô thị. Đây là mục tiêu được xác định trong 5 năm tới của thủ đô Hà Nội. Trong một thập kỷ qua, những người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội có thể cảm nhận được sự thay da đổi thịt rõ rệt của hệ thống hạ tầng giao thông, không chỉ phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội mà còn giúp cho thành phố khang trang, hiện đại hơn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại bức tranh giao thông thủ đô qua phóng sự sau. Ngày 22 tháng 1, đoàn tàu đầu tiên của dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội đã lăn bánh đến ga S1 đón người dân tham quan. Và chỉ trong vài tháng nữa, đoàn tàu này sẽ được khai thác thương mại. Còn dưới lòng đất khoảng 20 mét, robot đào hầm thứ 2 đang được lắp đặt để bắt đầu khoan những đoạn hầm đầu tiên của đường sắt đô thị, bắt đầu đưa vào khai thác từ cuối năm sau. Đối với tuyến ngầm thì hiện tại chúng ta đang áp dụng cái công nghệ đào hầm là TBM. Là công nghệ hiện đại nhất mà bây giờ các nước tiên tiến trên thế giới khi mà phát triển các hệ thống đường sắt đô thị cũng như là giao thông ngầm thì họ đều sử dụng. Dù chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu nhưng không thể phủ nhận rằng những công trình giao thông của Hà Nội được đầu tư xây dựng trong 10 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tới nay, Hà Nội đã hoàn thành 7 trong số 9 đường cao tốc kết nối với các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Hoàn thành khoảng 55% việc tự đầu tư xây dựng 5 tuyến vành đai nội đô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 5 năm tới đây, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để khép kín các vành đai nội đô. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được ưu tiên. Tư từ ngân sách cho các cái công trình giao thông này nó chỉ chiếm khoảng độ 30% trong tổng nguồn lực. Vì thế mà chúng ta đòi hỏi phải xây dựng những cơ chế để có thể huy động nhiều nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tích cực đầu tư xã hội theo cái mô hình PPP để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là đối với kết cấu hạ tầng giao thông khung. Đa dạng nguồn vốn đầu tư cho giao thông là một thách thức, nhưng cũng đã được ngành giao thông thủ đô xác định là một yêu cầu bắt buộc. Hà Nội đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ phát triển hạ tầng giao thông với tốc độ phát triển đô thị. Sự chung tay của người dân là vô cùng quan trọng, vì ngoài vấn đề về vốn thì giải phóng mặt bằng cũng là một khâu vướng mắc làm chậm tiến độ của những dự án mà chính những người dân sau này sẽ được hưởng lợi. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Hai câu thơ mở đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong buổi lễ phát động Tết trồng cây vào ngày 1 tháng 1 Tết Ất Tỵ năm 1965, đến nay đã hơn 45 năm. Kể từ đó đến nay, trồng cây dịp đầu xuân trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành địa phương đã và đang triển khai kế hoạch dài hạn ở nhiều tỉnh trồng cây dịp Tết Nguyên đán gắn với thực hiện tốt sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu cuối năm tăng diện tích cây được trồng gấp 1,5 lần so với năm 2019 và tăng gấp 2 lần ở những năm tiếp theo. Những cây sa mộc con này chỉ mới được trồng cách đây gần một tháng. Mảnh đất lịch sử đang dần hồi sinh nhờ những chồi non sự sống. Thêm 5 hectare đất rừng ở xã biên giới Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được phủ xanh, góp phần tăng diện tích cây được trồng lên hơn 100 hectare trên toàn huyện. Năm 2016 được có chủ trương là hỗ trợ cây con cho người dân. Chính vì vậy là bắt đầu từ được hưởng cái chính sách mà hỗ trợ đấy thì từ đó là người dân hiểu được phát triển rừng là nó có hiệu quả. Nâng cao hơn nữa diện tích rừng trồng, tăng độ che phủ rừng lên 58,2% là mục tiêu mà Hà Giang đề ra trong năm 2021. Gần 1 triệu cây giống chất lượng là những cây lâm nghiệp gỗ lớn và cây dược liệu đã được tỉnh này chuẩn bị cho chương trình 1 tỷ cây xanh. Hà Giang sẽ tập trung vào cái việc là chọn những cây gì nó phù hợp với đặc biệt là những vùng núi đá. Đấy, và hai nữa là chính từ cái việc này thì chúng ta sẽ tạo ra được cái việc mà chúng ta chống sạt lở. Hà Giang là tỉnh sạt lở cũng rất là nhiều. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm và quan trọng. Theo Bộ Nông nghiệp, đến năm 2025, cả nước sẽ phải trồng khoảng 690.000 cây phân tán và khoảng 390 triệu cây bản địa ở rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Mục tiêu đặt ra là trồng ngay trong dịp Tết này.
Bộ sẽ rà soát quỹ đất để trồng 1 tỷ cây xanh, bao gồm đất khu đô thị, công nghiệp, khu kinh tế, các đường giao thông, khu đất canh tác lâm nghiệp, tập trung và khu vực ven biển. Chương trình của Thủ tướng là trồng 1 tỷ cây thì chúng tôi xây dựng cái đề án là phải trồng khoảng 1 tỷ 2. Và những cái giải pháp mà chúng tôi đã rà soát rất là kỹ lưỡng cùng với cái ý kiến đã lấy của ý kiến của 46 tỉnh, thành phố, các địa phương thì chúng tôi khẳng định rằng là cái chương trình này sẽ thành công. Trồng cây và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái không còn là khẩu hiệu. Khi mỗi địa phương chuẩn bị cây giống chất lượng, phù hợp, trồng đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt, cả nước sẽ sớm có thêm 1 tỷ cây xanh. Tại huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, những giá trị văn hóa của đồng bào Hơ Rê vẫn được chính quyền và người dân ở đây gìn giữ. Việc tổ chức các lễ hội đón Tết cùng đồng bào không chỉ nhằm bảo tồn gìn giữ nét văn hóa truyền thống mà còn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa chính quyền và người dân, các dân tộc anh em. Khi ngọn lửa được cháy đượm, cũng là lúc tiếng cổng chiêng vang lên, mở màn cho ngày hội đón Tết của bà con thôn Nước Nia, thị trấn Di Lăng. Xen lẫn màn biểu diễn nhạc cụ truyền thống của các nghệ nhân là những điệu nhảy rộn ràng của khách mời và người dân trong thôn, mang lại bầu không khí vui tươi, đầm ấm. Bà con và bản thân tôi rất là vui khi được sự quan tâm của lãnh đạo huyện cũng như là lãnh đạo thị trấn và các ban ngành của huyện, các ban ngành của thị trấn về đây tổ chức cho bà con ở tổ dân phố Nước Nia chúng tôi một cái Tết cổ truyền. Lần đầu tiên tôi được đón Tết cùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ dân phố Nước Nia, thị trấn Di Lăng. Tôi cảm thấy rất vui và háo hức. Đây là một cái Tết rất ý nghĩa và xuân vầy. Nếu như trước đây, bà con đồng bào dân tộc Hơ Rê bắt đầu ăn Tết sau khi kết thúc gieo vụ đông xuân, thì những năm trở lại đây, hoạt động này đã diễn ra cùng với dịp đón Tết truyền thống của toàn dân tộc Việt Nam. Để bà con ai ai cũng được đón Tết vui tươi, đầm ấm, hàng năm, chính quyền địa phương đều đứng ra tổ chức và chăm lo Tết cho người nghèo. Việc duy trì tổ chức cái Tết này nó mang rất nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là cái ý nghĩa về cái Tết sum vầy và nó mang ý nghĩa cao cả hơn là người người nhà nhà đều đón được một cái Tết ấm no và thể hiện những cái tiết mục văn nghệ, những cái bản ca lêu, ca choi, những cái tiết mục múa cầm chiêng để một lần nữa gợi lại để bà con chúng ta tiếp tục lưu truyền cho cái đời sau. Hoạt động đón Tết cùng với bà con dân tộc Hơ Rê được chính quyền và cả xã hội duy trì, tổ chức hàng năm, vừa để giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa của người dân tộc Hơ Rê, đồng thời gắn bó thêm tình đoàn kết giữa chính quyền và người dân vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, khi đời sống khá giả hơn, thay vì ăn Tết, thì chơi Tết đã ngày càng trở nên phổ biến. Vào dịp Tết, người dân thường chọn cho mình những nơi không quá xô bồ, vừa trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Và ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là một địa điểm như vậy, giúp cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của làng quê Nam Bộ. Những đặc trưng của miền quê Nam Bộ vẫn còn được lưu lại ở Cồn Chim, một cù lao nhỏ nằm giữa dòng Cổ Chiên thuộc tỉnh Trà Vinh. Không phải phục dựng hay tái hiện, người dân Cồn Chim thực sự sống với không gian văn hóa này, chân thực và sống động. Nhà có sẵn không gian ao hồ, vườn cây, bà Bích Vân dựng nên mấy căn nhà lá cho khách có chỗ nghỉ ngơi. Người nông dân này có những cách riêng để làm hài lòng du khách muốn trải nghiệm không gian Nam Bộ. Thì mỗi một phòng cô làm mỗi một kiểu. Thí dụ như nhà bằng lá chầm, thì cái nhà đó toàn bộ là lá chầm. Và nếu mà là nhà lá xé thì toàn bộ là lá xé. Thì thay vì mình đặt tên phòng 1, 2, 3, 4 thì thay vì mình đem cái hoa vào phòng. Thí dụ tên phòng hoa đậu biếc thì trước cửa mình có hoa đậu biếc và trong phòng mình là hoa đậu biếc. Từ ngoài tới bàn ăn đem những hình ảnh đó vô phòng. Mấy chục hộ tham gia cung cấp dịch vụ, mỗi hộ lại mang đến một sản phẩm du lịch riêng. Cô bà Sữa mời du khách ăn bánh lá. Ngang vườn dừa, bé Thảo sẽ tự tay hái dừa mời du khách giải khát. Đói bụng đã có bánh xèo, bánh canh tôm. Muốn giải trí có thể đi câu cua ở nhà chú Tư Pha. Hay tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, chọi lon, chơi u, nhảy dây. Đua cua F1 xin phép được, bắt đầu. Đặc biệt là đua cua ở nhà anh Thành.
Những lần đầu tiên á, có một số con nó cũng sẽ không chạy và một số con nó cũng chạy ngược lại. Sau này mình có cải tiến một chút xíu, có để một miếng lót ở dưới. Khi mình dở lên là cái miếng lót nó đẩy con cua tới. Tỷ lệ chạy của nó thì nó cũng hên xui thôi. À, nhiều khi nó vui vui thì nó cũng chạy, mà nó buồn thì nó cũng không chạy luôn. Mình lấy sản phẩm từ con cua mình nuôi, tạo một cái trò chơi cho khách, cũng như là mình sẽ đưa sản phẩm của mình lên giới thiệu quảng bá con cua của mình. Điểm độc đáo của du lịch ở ấp Cồn Chim chính là những sản phẩm nông nghiệp thuận tự nhiên. Người dân ở đây 6 tháng nước ngọt họ trồng lúa hữu cơ, 6 tháng nước mặn họ nuôi tôm luân canh trên nền đất lúa. Họ cũng thành lập mô hình đồng quản lý sông Cồn Chim và hương ước bảo vệ dòng sông để nhắc nhau không khai thác tận diệt, không xả nước thải nuôi tôm công nghiệp ra sông. Một vụ lúa xen canh một vụ tôm là một cái cách nuôi bền vững, hiệu quả, chậm mà chắc, phù hợp với người dân ở nông thôn mình. Tại vì cái vốn của mình rất là thấp, khi mà mình đầu tư vào nuôi công nghiệp thì nó rất là quá sức. Bình dị và dân dã, đó là cách sống của 60 hộ dân trên cồn đất rộng hơn 60 hectare này. Đó cũng là vẻ đẹp của làng quê đã níu chân du khách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.